Xuân Tươi Family TV Cuộc Sống ở Hàn Quốc xin kính chào mọi người. Hôm nay nhà mình xong việc sớm nên mình đưa người làm và người làm ở xung quanh đi vào công viên ngắm hoa anh đào, hít thở không khí trong lành. Mọi người xem, hoa đào nở rất là đẹp. Mình tạo cho người làm mình có những cái thời gian như thế này để biết được Hàn Quốc có nhiều cảnh đẹp, hoa đẹp. Người làm sẽ không bị gò bó trong công việc. Phía dưới này là một cái hồ được thị trưởng thành phố xây cầu gỗ để cho mọi người xuống dưới này ngắm hoa và ngắm cá. Gió lạnh nên mình nói chuyện hơi run đó mọi người thông cảm cho mình nha. Công viên rộng lớn nhưng mình không thể nào một lúc mà quay hết được. Mình chỉ quay được một góc nhỏ ở công viên thôi. Ui, handphone 없어? Handphone 없어? À. Ô, mình nhìn thấy hoa tulip nở này mọi người. Hoa tulip màu hồng, đẹp quá à. Hoa tulip màu hồng phấn. Ở đằng xa xa kia có hoa đào nở màu hồng đẹp lắm. Hoa hồng, hoa đào màu đỏ. Vì hoa đào này chưa nở rộ cho nên là chỉ có vài bông thôi. Khoảng 2-3 hôm nữa chắc là sẽ nở rộ hết cả cây đó mọi người. Mọi người mà ở Hà Nội thì chắc là biết loại hoa đào này ha. Còn mình là ở trong miền Nam cho nên là mình không có biết được hoa đào này có tên gọi là gì và có giống như hoa đào ở ngoài Hà Nội không.
Ui. Yogi, để đó thôi kha. Yogi. Thế cũng ý có ốp sơ. Việt Nam, Hà Nội ít sơ. Hồ Chí Minh ốp sơ. Chị người làm áo tím này không có điện thoại. Thương chị quá à. Chị xài cái iPad đấy mọi người. Hồi nãy mình thấy chị cầm nhưng mà tưởng chị đem theo, ai về đâu chị thấy chắc cồng kềnh nặng hay sao chị không đem theo. Để cắt cho chú kê. Thì thương quá, để mình lại mình chụp hình cái đó. Họ nói tiếng Thái không, mình không hiểu gì hết. Nhưng mà cũng vui. Chắc họ không có nói xấu mình đâu. Xì tin chưa? Mask bỏ xô, mask. Bỏ xô gì? Chưa xong chụp hình chưa xong bà con ơi. Động đất đó nè. Kiểm tra nè, chê mít rồi. กอดไปกอดกอดโค้งไปหนึ่งไปขอโทษสามเนียนได้ไหมล่ะ
Út dịp bò. Út dịp bò. Út dịp bò. Chua. Mình có cái khói à? Hô xua anh ấy xa. Sáng sáng ít xa. Khó. Chân em áo vàng là dài, cao. ก็เห็นแบ็คกราวด์ให้เห็นแบ็คกราวด์ตัวนี้ชอบกี่หยิบมันเห็นแบ็คกราวด์ตัวนี้เดี๋ยวก็ใครใกล้ๆนี่ก็ได้ให้มันเห็นแบ็คกราวด์สี่คนนะ Mình chuyển lên trên ngoài đường này để mình quay cho mọi người xem nè. Tại vì ở đây nó có những cây hoa đào lớn á. Cái tán nó rộng á. Mình thấy nó đẹp hơn. Còn ở phía dưới là những cây đó trồng sau. Nó chưa có cái tán to á.
Iliwa yogi jepo. Yogi ape jepo. Oyu pi hen ngam. Number 2 ma. Chị gái ngồi cái tướng bá đạo vậy. Đấy. Thôi, hù xả hù bao. Nhìn cái tướng sau lưng mình đi tung tăng với người làm, mình thấy mình mắc cỡ quá. Mắc cỡ quá. Thôi mình chạy trốn đi mọi người ơi. Ui, bên tà tẹt đó là đó. Và đây là giây phút mà những chị đẹp của mình tạo dáng đó nha. Đẹp không nào? Và còn đây nữa nè. Chị tin chưa? Phải tạo không gian như thế này thì người làm mình mới được thoải mái đầu óc. Và mình cũng rất là vui khi mình tạo được cái những khoảng thời gian để cho người làm mình đi thoải mái, hít thở không khí trong lành của buổi chiều như thế này. Khá sợ ăn chay không? Khá sợ ăn chà, ăn chà. Mình vừa kêu người làm và những chị đẹp vào trong nhà sàn gỗ này để ngồi. Và mình cũng sẽ quay review nhỏ cho mọi người xem cái nhà sàn gỗ này nha. Phía trên là được lợp bằng gươm để trang trí. Còn lại tất cả thì được làm bằng gỗ thật nha mọi người. Mọi người nhìn xem. Đây là những cái vân gỗ thật đó mọi người. Cây gỗ rất là chắc chắn. Đây nè. Đó, vân gỗ đó nha. Gỗ thật nha mọi người. Còn có hệ thống điện và ổ cắm điện. Mùa hè mọi người sẽ đặt và thuê cái nhà sàn gỗ này để đem bánh, nước, trái cây, trải điểm ra chơi đùa. Và phía trước thì bọn trẻ con sẽ được chơi nghịch nước. Giá thuê của cái nhà sàn gỗ này thì mình chưa được biết vì người ta chưa có bắt đầu cho thuê. Vào mùa hè mình sẽ hỏi xem giá thuê là bao nhiêu nha mọi người. Mình rất là vui khi mình tạo được cái không gian thoải mái như thế này, giúp cho người làm mình được đi thư giãn, ngắm cảnh, không có bị gò bó trong công việc. Đây, đây là nơi phía trước mùa hè sẽ có nước phun lên. Và thôi, bây giờ video mình xin kết thúc tại đây.
Kính chúc quý vị một ngày vui vẻ, tươi trẻ, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Khi xem video nhớ bấm like cho mình. Và nếu đây là lần đầu tiên đến với kênh của mình thì xin hãy bấm nút đăng ký để xem những video mới nhất miễn phí. Và một lần nữa, xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau nha. Bye bye!